gác ở đây. Thì tôi vẫn ngồi như thế là gác ở đây thì thấy coi như là hai người trước ở đây. Họ chỉ nghe cái anh kia anh kêu như thế á một cái thế xong bắt đầu họ không nằm bất tỉnh. Thì thế xong đấy là coi như rớt một cái thì vì là người ta trên tầng 2 người ta làm việc tầng 2 là người ta chạy đùa xuống đấy. Ngày 28 tháng 3, anh Nguyễn Duy Dũng, trưởng ban đại diện tòa nhà HH1B, chung cư Meco Complex, Hà Nội cho biết, chung cư anh ở vừa xảy ra sự việc hai người rơi từ khu vực văn phòng cơi nới ở tầng 2 xuống sảnh, dẫn đến bị thương nặng. Theo anh Dũng, trong lúc đang làm việc tại văn phòng thuê ở tầng 2 tòa nhà, thì nữ giám đốc công ty H cùng nam nhân viên bất ngờ rơi từ độ cao khoảng 5m xuống sảnh, bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện. Khu vực xảy ra sự việc do chủ đầu tư cơi nới thêm diện tích bằng nhựa để cho thuê, tuy nhiên không cảnh báo nên công ty chất đồ lên đó và bị sập xuống. Theo anh Dũng, sau khi sự việc xảy ra, ban quản lý tòa nhà mới đặt biển cảnh báo tạm thời. Trước khi xảy ra sự việc, cư dân đã nhiều lần kiến nghị đến chủ đầu tư về vấn đề an toàn trong tòa nhà nhưng đều bị phớt lờ. Được biết, tòa HH1B chung cư Meco Complex là tòa nhà hỗn hợp 14 tầng, từ tầng 8 trở lên là người dân ở, phía dưới là văn phòng cho thuê. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phương Mai cho biết, sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Phương Mai đã có mặt phối hợp với Công an quận Đống Đa làm rõ nguyên nhân.